thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 359 người giảng lão pháp sư tịnh không xin chào các vị đồng tu hôm nay chúng ta tiếp tục xem thường bối giảng sanh Đoàn kinh văn này Kỳ thường bối giả xả gia khí dục nhi tác sa môn phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Tu chư công đức Nguyện sanh bị quốc Đoạn kinh văn này Vì chúng ta Mà nói rõ rất rõ ràng Rất minh bạch Từ xưa đến nay Các vị Đại Đức Đối với đoạn kinh này Vô cùng xem trọng Giảng cũng rất là nhiều Phần trước Chúng tôi giảng phát bộ đề tâm khiến cho chúng ta nghĩ đến đại sư lùng tổ huệ năng ở trong đàn kinh ngài đã nói lời nói này là do ngũ tổ hằng nhẫn đại sư nói đời người sanh tử là việc lớn lời nói này là chân tướng sự thật trong sáu cõi luân hồi người giác ngộ thì biết rõ. Nên ngay trong đời này họ nỗ lực để làm sao có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đây là nhân duyên đại sự. Đây là sự nghiệp của anh hùng Như thế nào mới là anh hùng Việc mà người thông thường làm không được Mà họ làm được Đây là anh hùng Cho nên chánh điện chúng ta thờ Bổn sư Thích Ca Ở trong các ngôi tự diện Gọi là Đại Hùng Bửu Điện Đại Hùng chính là Đại Anh Hùng Phật có thể đoạn phiền não phật có thể đoạn sanh tử phật có thể vượt khỏi mười pháp giới điều này người thông thường không làm được phật đã làm được nên gọi là đại anh hùng ngài dặn dò với đại chúng đi theo ngài trong đàn kinh nói Nói với hơn 500 vị Theo Ngài học đạo Những người thường xuyên Ở trong đạo tràng làm công quả Những người tu học Thời gian ngắn thì không tính Hơn 500 vị chúng Thường xuyên Ở bên cạnh Ngài nói với họ Chỉ biết cầu phước báo không cầu thoát khỏi biển khổ sanh tử tự tánh nếu đã mê thì phước cũng không thể cứu đây là sự thật phước báo có lớn hơn đi nữa cũng cứu không được cổ đại đức đã nêu cho chúng ta thí dụ phước báo của trời đại phạm phước báo của trời ma hê thủ la phước báo của vua chúa ở thế gian không cứu được sanh tử luân hồi thực tại mà nói cõi trời cõi người phước báo tu được từ vô lượng kiếp. Lúc hưởng phước thì trong một đời là hưởng hết. Phước hưởng hết thì nghiệp chướng liền hiện ra, thì làm gì mà không bị đọa lạc. Những sự việc này liền hiện bày trước mắt chúng ta. Cho nên không thể không giác ngộ Phát Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm a di đà Phật Cầu sanh tịnh độ Những người này thuộc về Thượng Thượng căn Người hạ hạ căng phát bồ đề tâm Thì lập tức chuyển thành người thượng thượng căng Căng tánh của mỗi người đâu có nhất định chứ Nó không phải là định pháp Phàm phu một niệm giác ngộ Thì viên thành Phật đạo Bạn hỏi tại vì sao như vậy? vì tánh giác là cái ta vốn đã có ở trong đại kinh phật nói rất hay tất cả chúng sanh vốn dĩ là phật bạn vốn là phật nhưng tại vì sao bạn lại trở thành như vậy nguyên nhân chính là mê mất tự tánh cho nên mới sanh ra Vọng tưởng phân biệt chấp trước Những thứ này đã khởi lên Thì nhất chân Pháp giới bị bẻ cong Thật sự gọi là vô trung sanh hữu Biến thành mười Pháp giới Biến thành sáu cõi Biến thành tam đồ điều này cổ đại Đức thường nói là tự làm tự chịu, không phải do người khác ghi cho bạn. Bản thân bạn phải chịu trách nhiệm. Lần này đúng lúc Chúng tôi giảng đến đoạn kinh này Xả gia khí dục di tác sa môn Đây là người xuất gia trên kinh nói thượng phẩm thượng sanh Điều kiện thứ nhất là xuất gia Xã dục xuất gia Có đồng tu Đưa cho tôi xem một tài liệu Tài liệu này thực tế là nói về một vị lão pháp sư trong một ngôi chùa ở lư giang khi chưa xuất gia ngài là giáo sư của một trường đại học vì sao nhìn thấu được hồng trần nên ngài xuất gia ngài chỉ tu duy nhất là pháp môn niệm phật từ trong ấn quan đại sư văn sao trích ra mấy đoạn mà ấn tổ thường nói về việc xuất gia rất đáng để cho chúng ta đề cao cảnh giác cho nên phần trước ngài có nói một đoạn ấn quan đại sư giáo huấn trích lục người trích lục nói trích lục đại sư pháp ngữ mục đích là để nhắc nhở chúng xuất gia chúng ta đề cao cảnh giác tự mình phản tỉnh nỗ lực tu trì nâng cao cảnh giới chính là những điều được nói trong đề tự quy duy đức học duy tài nghệ mất như nhân đương tự lệ trích lục của Ngài Có sáu đoạn Đoạn thứ nhất Ấn Tổ nói Chí ở xuất gia Vi tăng Nãy như lai Vi trụ trì pháp đạo Hưng lưu thông pháp đạo nhi thiết Đây là mục đích Dùng ý của chư Phật như lai Độ chúng xuất gia Những người xuất gia chúng ta Mục đích dụng ý của chúng ta Có tương đồng với Phật hay không Điều này thì bản thân của mình Phải nghiêm túc phản tỉnh Như kỳ lập hướng thường chí Phát đại bồ đề Nghiên cứu Phật Pháp triệt ngộ tự tánh Hoàng tham học nhi thiên tán tịnh độ Tam học ở đây chính là giới định huệ Tại vì sao phải thiên tán tịnh độ Vì thời kỳ mạt pháp Trừ pháp môn tịnh độ này ra Thành tựu trong một đời Thì không dễ Rất là khó Cho nên Đối với giới định huệ tam học Phải tán dương rộng khắp Điều này mới có thể Đáp ứng được Vô lượng căn tánh khác nhau Của chúng sanh Pháp môn tịnh độ là hợp thời Là phù hợp với căn cơ nhất Chúng tôi hôm nay dẫn đến chỗ này Chính là nói thế giới ta bà Chúng ta nói rõ Minh bạch hơn một chút Phù hợp nhất với căn tánh chúng sanh Trên địa cầu hiện nay Cách tán thán như thế nào vậy? Quảng học tam tạng Quy tâm tịnh độ Là đúng rồi Ba tạng mười hai phần giáo Ta học hay không? Phải học Ta học pháp môn nào? Tu tịnh độ Điều này gọi là Hoàng Tam học Nhi thiên tán tịnh độ Chính là cái ý này Dùng ba tạng để tiếp dẫn chúng sanh Dùng tịnh độ để thành tựu chính mình thành tựu chúng sanh Cho nên Tức nhất sanh nhi thoát khổ luân Cái khổ này là nói tam giới Luân là luân hồi Tam giới lục đạo luân hồi Ngay trong đời này chúng ta có thể ra khỏi Thế diệt duy khủng bác đa Đây là lời nói thật Đa đa tắc ích thiện giả Điều này đương nhiên là càng nhiều càng tốt Bản thân Phải luôn biết được Tác dụng của người dẫn đầu Tại vì sao Phật lại phải kiến lập Một hình thức như vậy Chúng ta biết là để gìn giữ Phật Pháp Để truyền bá Phật Pháp Thì không thể không có một tổ chức Cái tổ chức này Là các tự diện am đường Nó chính là đạo tràng Để gìn giữ Phật Pháp là nơi truyền bá phật pháp bạn hiểu được cái ý nghĩa này to lớn như thế nào cho nên đạo tràng thì cần người duy trì không có người thì cái đạo tràng này không thể hành đạo cũng không thể hoằng pháp hoằng pháp là do con người là người thật sự giác ngộ Phát đại tâm Là vì tất cả khổ nạn chúng sanh mà làm cái việc này Như vậy mới đúng Phần sau tiếp tục nói Như hoặc xảo hữu tính tâm vô đại chí hướng câu nói này cũng không khó hiểu đối với phật pháp dần dần có tính tâm không có đại chí hướng dục tình vi tăng chi danh du thủ hào gian lại phật thâu sanh danh vi phật tử thật thì không dân Điều này sai rồi. Đây là chúng tôi thường nói chính là phá hoại Phật pháp. Là phá hoại hình tượng Phật giáo. Thì làm sao mà không có lỗi với Phật Bồ Tát? Làm sao mà không có lỗi với lịch đại tổ sư? Làm sao mà không có lỗi với tất cả khổ nạn chúng sanh? Chúng ta có nghĩ đến điều này hay không? Các vị biết là trong tội ngũ nghịch có một tội gọi là làm thân Phật ra máu. Nếu như chúng ta nói Đập dỡ tấm bản hiệu của Phật Sống nhờ vào Sự cúng dường của thiện nam tín nữ ham thích vui chơi Không chân thành làm đạo Cổ Đức nói Hạt gạo của thí chủ Nặng như núi tu di Đời này không liễu đạo mang long đội sừng mà trả chúng ta thọ hưởng cúng dường của bao nhiêu người tương lai tất cả nợ nần này đều phải trả bạn cho là sự cúng dường này là được cho không hay sao chúng ta ngày nay là nương nhờ vào phước báo của phật Phước báo của Phật có đương nhờ được dài lâu hay không? Thật sự đương nhờ vào phước báo của Phật gì thì chúng ta không cần phải trả nợ Phật sẽ gánh giác Phật cũng không có cách gì Nhân quả của ai thì người đó tự chịu Phật không có cách gì gánh chịu nhân quả thay cho bạn Bạn nói xem sự việc này có phiền phức hay không chúng ta không thể không biết không thể nào không đề cao cảnh giác vậy thì phải làm như thế nào phải chân thật tu không chân thật tu hành có đồng tu đối với tôi Có một vị Pháp Sư muốn hoàn tục Ông ấy hỏi tôi có được hay không Tôi nói rất tốt Không thể chân thật tu hành Thì hãy mau hoàn tục Sau khi hoàn tục Thì nghiêm chỉnh học Phật Cúng dường tam bảo để chuộc tội Trong khoảng thời gian bạn xuất gia đã tạo rất là nhiều nghiệp tội Bạn nên sám hối Bạn nên nghĩ cách trục tội Tiếp theo là nói Tức lệnh bất tạo ác nghiệp Dĩ thị pháp chi bại chủng Bất chi phế nhân thường hoặc phá giới tào nghiệp di nhục Phật giáo tung lệnh sanh đạo quốc pháp quyết định tử đọa địa ngục ư pháp ư dĩ Lưỡng vô sở ích lời nói này là thật không phải là giả mỗi câu đều là lời chân thật bằng xuất gia mà đối với phật pháp bạn chẳng hiểu gì sống tùy tiện ở trong cửa phật cho dù bạn không có tạo ác nghiệp nhưng bạn cũng đã phá quại hình tướng của phật giáo rồi cho nên đại sư nói pháp chi bạn chủng quốc chi phế nhân đối với quốc gia đối với xã hội bạn chẳng có chút cống hiến gì nhà phật nói trên đền bốn ân nặng báo ân cha mẹ báo ân thầy tổ báo ân quốc gia báo ân chúng sanh chúng ta không nghiêm chỉnh tu hành thì lấy gì để báo ân đây hay nói cách khác làm sao để không có lỗi với cha mẹ làm sao để không có lỗi với tổ tiên Làm sao để không có lỗi với thầy tổ Làm sao để không có lỗi với quốc gia xã hội Làm sao để không có lỗi với tất cả chúng sanh Có thường suy nghĩ đến cái vấn đề này hay không? Nếu như bạn thật sự nghĩ đến tôi tin là nhất định bạn sẽ tinh tấn dũng mãnh nhất định bạn sẽ nghiêm chỉnh sám hối đoạn ác tu thiện tức công luyện đức lấy cái này để đền bốn ân nặng để cứu ba đường khổ Dưới đây nói Giả sử như Điều này bạn không thực hiện Nếu như bạn phá giới Bạn tạo nghiệp Phạm vi tạo nghiệp là vô cùng rộng lớn Những việc bạn đã tạo đã gây Chính là mang lại nỗi nhục cho nhà Phật khiến cho mọi người xem thường bạn xem thường bạn chính là xem thường phật giáo xem thường mười phương ba đời tất cả chư phật xem thường sự giáo hóa của phật đối với tất cả chúng sanh cái tội này thật là khủng khiếp đòa địa ngục a tỳ không ra nổi cho dù bạn có tránh được luật pháp của quốc gia quốc gia thì tôn trọng tôn giáo bạn đã phạm trọng giới của phật bạn không vi phạm pháp luật tuy quốc gia không trừng phạt bạn nhưng khi bạn chết thì nhất định đòa địa ngục khẳng định là như vậy không có chút hoài nghi nào xuất gia không có dễ dàng cho nên đối với giáo pháp đối với bản thân mình chẳng có chút lợi ích nào Như thị tắt nhất đường bất khả Hà hướng chúng đa Một chuyện sai lầm Bạn không được phạm Hướng hồ bạn đã phạm rất nhiều lỗi lầm Cổ nhân nói Điều này rất nhiều đồng tu đều biết Xuất gia Nãi đại trường phu chi sự Phi tướng tướng sở năng vi Nãi chân ngữ thật ngữ Đây là tán thán người xuất gia Một người phát tâm xuất gia không phải là một nguyên soái có thể làm được không phải là một vị tể tướng có thể làm được đây là hai người lãnh đạo của một quốc gia một người là văn một người là võ Dân là tướng võ là soái đều không làm được hay nói cách khác bạn phát tâm xuất gia làm sự nghiệp xuất gia cái sự nghiệp xuất gia này trên cả tể tướng trên cả thống soái điều này có ý nghĩa gì là bạn có thể giáo hóa chúng sanh bạn có thể giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui cái sự nghiệp này tể tướng cũng không làm được Đại tướng quân cũng không làm được Cho nên xuất gia Tại vì sao được gọi là thầy của trời người Không những đế dương ở thế gian tôn trọng bạn Mà thiên dương cũng tôn trọng bạn Bạn có thể làm được Họ không thể làm đến được Họ làm không được là vì sao? Vì bạn có thể đoạn phiền não, nhưng họ không thể đoạn phiền não. Bạn có thể đoạn tham sân si, họ thì không thể đoạn tham sân si. Bạn có thể ra khỏi tam giới, nhưng họ không thể ra khỏi tam giới. Cho nên tướng sói cũng không thể bị được phi ức, tướng tướng nhi dương tăng già giả câu nói này phải nên nói là hoàn toàn không phải hạ tướng sói xuống nâng cao người xuất gia lên không phải là cái ý này mà đây là sự thật Lương dĩ hạ Phật gia nghiệp Tục Phật huệ mạng Phi phá vô minh dĩ phục bản tánh Hoàng pháp đạo dĩ lời chúng sanh Giả bất năng giả Cái câu này tướng sói không làm được Hà là hà đảm Chính là bạn gánh giác sự nghiệp của Như Lai Sự nghiệp của Như Lai là gì? là hoàng pháp lợi sanh Nó rõ ràng minh bạch hơn một chút Chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Đây là chính là gia nghiệp của Phật Là sự nghiệp của nhà Phật Nghề nghiệp ở thế gian này rất là nhiều Sự nghiệp của nhà Như Lai Cũng là một loại nghề nghiệp Nghề nghiệp này thì khó hơn tất cả nghề nghiệp khác Trách nhiệm cũng nặng hơn tất cả nghề nghiệp khác Bạn có thể phát tâm Nghĩa giác cái sự nghiệp này Đây là người rất tuyệt vời bởi vì họ là người tiếp nối quệ mạng của Phật. Chúng tôi liền nghĩ đến ngày nay chúng ta đã xuất gia rồi, sự nghiệp chúng ta làm là nói tiếp quệ mạng của Phật, hay là đoạn mất quệ mạng của Phật? Không nói điều gì khác, chỉ nói đơn giản nhất. Đây chính là chuyện nhỏ nhặt Trong số chuyện nhỏ nhặt ở trong nhà Phật Thập thiền nghiệp Bạn có thể làm được tất cả những điều của thập thiện nghiệp Thì bạn là nói tiếp quậy mạng của Phật Bạn khởi tâm động niệm lời nói việc làm hoàn toàn trái ngược với thập thiện nghiệp Thì bạn đã diệt quệ mạng Phật rồi Bạn nói xem cái vấn đề này nghiêm trọng biết bao nhiêu Thập thiện nghiệp đạo làm không được Thì không cần phải nói những vấn đề khác Thập thiện nghiệp là điều cơ bản nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Những điều này bạn đã làm được hay chưa Tịnh nghiệp tam phước Ba điều này là quy tắc chỉ đạo Là chánh nhân tịnh nghiệp Của chư Phật Như Lai Không có gì Phật nào Mà không thành tựu Từ cái cương đỉnh này Phật đem cương lĩnh này truyền trao lại cho chúng ta Điều thứ nhất chính là thập thiện nghiệp đạo Thập thiện nghiệp đạo làm được Thì mới là chân thật hiếu dưỡng phụ mẫu Mới chân thật là phụng sự sư trưởng Đây mới chỉ là một người thiện mà thôi Chưa có phá bê khai ngộ Nhưng nó là nền tảng Ngay cả nền tảng cũng không có Thì nền tảng của việc phá mê khai ngộ không thể nào bàn đến các vị hãy xem kỹ đàn kinh trước đây chúng tôi đã đọc qua đàn kinh ba lần là cách đây rất lâu hình như có lưu lại bằng băng nghi âm lụng tổ tuy là không biết chữ không có đọc sách chưa từng đi học nhưng ngài hiểu đường hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng ngài hoàn toàn thực hiện thập thiệt nghiệp bằng xem ngài ở hoàng mai trong khoảng 8 tháng đối nhân sự thế tiếp vật Khiêm cung lễ độ Không một người nào mà ngày không tôn kính Khiến cho chúng ta nghĩ đến Phổ hiền thập nguyện Lễ kính chư Phật Xưng tán như lai Quảng tu cúng dường Sám hối nghiệp chướng Tất cả Ngài đều làm được Cho nên ngũ tổ Đem Pháp truyền cho Ngài Mà không truyền cho Thần Tú Ngài đã làm được rồi Tâm địa thật sự là Thanh tịnh bình đẳng giác Chính là bổn lai vô nhất vật Bổn lai vô nhất vật Chính là thanh tịnh bình đẳng giác Các gì có thể thể hội được cái ý này hay không? từ chỗ này mà thấy Người xuất gia Gánh giác sự nghiệp Của Như Lai Nói tiếp hội mạng của Phật Phải làm như thế nào để làm tốt cái sự nghiệp này Là phá du minh hồi phục bản tánh Minh tâm kiến tánh Sau đó mới hoàng dương Phật Pháp Lợi ích chúng sanh Đây mới chân thật là một người Gánh giác gia nghiệp của Như Lai Nói tiếp huệ mạng của Phật Điều này nói rõ Là tướng soái của thế gian Không thể làm được người xuất gia họ làm được tiếp theo đại sư nói kim chi vi tăng giả điều này nói những người xuất gia hiện nay đa giải bỉ bại vô lại chi đồ cầu kỳ du du phím phím trì trai niệm phật giả thượng bất đa đắc hướng đăng hà gia nghiệp nhi tục huệ mạng hồ đây là sự việc mà đại sư ấn quan vô cùng cảm thán những người xuất gia hiện nay đa số đều trong tình trạng như vậy những điều đã nói đều là sự thật kim chi phật pháp nhất bại hồ địa giả dĩ thanh thế tổ bất quán thời cơ ngưỡng tu phật chế cách tiền triều chi thức tăng vĩnh miễn độ điệp Lệnh kỳ tùy ý xuất gia Vì chi tác dụng giả Đây là nói Căn nguyên bài hoại của người xuất gia Nếu xét đến Đời vua thuận trị Thời tiền thân. thanh thế tổ là thuận trị ngài có một cái tâm tốt tâm tốt nhưng không làm được việc tốt thiên triều là trước đời nhà minh phật giáo truyền đến trung quốc vào đời nhà hán những gì xuất gia vào thời đó đều phải trải qua cuộc thi khẩu thí của quốc gia không phải là tùy tiện có thể xuất gia nhìn thấy cái sự nghiệp này của người xuất gia thì bạn liền hiểu cho nên họ thi còn khó hơn thi cự nhân thi tiến sĩ trong số những cử nhân tiến sĩ tương lai sẽ có quan chức ở trong đó những người xuất gia cái sự nghiệp này hơn hẳn quan chức cho nên quan chủ khảo kỳ thi cuối cùng là do đích thân hoàng đế trực tiếp chấm thi đạo đức của bạn trình độ của bạn chân thật khiến nhà vua tôn trọng kính phục vua mới cấp độ điệp cho bạn độ điệp chính là tờ chứng nhận có được cuộc thi rồi bạn nhận được độ điệp rồi thì mới có thể xuất gia nếu như bạn không có độ điệp thì bạn xuất gia ở nơi nào thì ở ngôi chùa đó nơi pháp sư cạo tốc cho bạn đều bị phạm pháp phải chịu xử lý theo pháp luật của quốc gia rất là nghiêm khắc cho nên ngày trước địa vị của người xuất gia rất là cao chúng ta nhìn xem trong lịch sử trung quốc ở các đầu tràng sở tại các vị quan địa phương rất tôn kính người xuất gia đồng thời những vị xuất gia cũng làm cố vấn cao cấp cho các vị quan này khi các vị quan gặp phải những khó khăn trong cách xử trí về chính trị thì luôn luôn đến các từ diện xin các vị xuất gia chỉ dạy người xuất gia thật sự có khả năng giúp đỡ họ giải quyết vấn đề nên các vị quan làm sao mà không tôn kính chứ hiện nay người xuất gia có được cái khả năng này hay không có được đức hạnh trình độ này hay không điều này chúng ta phải biết là do nguyên nhân gì? Do quy chế khảo thí thời xưa của thanh thế tổ quá hay người phát tâm từ bi Xuất gia là một việc tốt Cứ gì phải nghiêm khắc như vậy Phạm vi quy định như vậy Sẽ khiến cho rất nhiều người muốn xuất gia Không có cách nào để xuất gia Phạm Di quy định quá khắc khe Nên bãi bỏ cái quy chế này Không cần thi cử nữa Mọi người đều có thể tùy ý xuất gia Vào thời đó thì cũng không sao bởi vì khang hy càng long ung chánh ba triều đại này trong số những vị xuất gia thật sự là không hiếm người tài phật pháp cực kỳ hưng thịnh một thời thật sự có lợi ích cuối đời càng long sao gia khánh phật giáo dần dần suy yếu đi vì chi tác động chính là sự dẫn đầu sự dẫn dắt này của ngài không được hay sự dẫn dắt này của hoàng đế thuận trị không được hay lúc đó thì có lợi ích trong thời gian rất ngắn nhưng nhìn về lâu dài thì phật pháp bị suy yếu cho nên đại sư nói ở chỗ này phu tùy ý xuất gia ư ừ, thượng sĩ tắc hữu đại ích thượng sĩ muốn xuất gia có lúc khảo thí bị rớt cho nên họ được lợi ích lớn nhưng mà ư hạ sĩ Tắc đại hữu tổn Thang thế giai thượng sĩ tất tự pháp cố ư pháp đạo hữu ích thế gian này đều là người thượng thừa cho nên xả bỏ cái ý quy định này Thì tu học Hoàng Dương Phật Pháp Có lợi ích lớn Nhi thường sĩ như lân giác Hạ sĩ như ngôn bao Đây là sự thật Ít tạm Đây chính là lợi ích tạm thời Từ trong khoảng thời gian Thời đầu nhà Thanh Đến năm Càng Long Thiền tri thức nhiều như rừng Có hữu ích Đây là sự thật Họa quản đàm ư hậu thế Vì sao cái vấn đề này càng nghiêm trọng Chí kim ô lam dĩ cực Đến hiện tại tùng hữu tri thức Tri thức ở đây là nói Chân thiện tri thức Đại thiện tri thức Dục nhất chỉnh đốn Vô tùng thú thủ khả bất ai tai Phật Bồ Tát có đến cứu giảng Thì cũng không cứu giảng được cái vấn đề này Cho nên Cổ đại đức mới thiết lập quy định Suy xét vô cùng chu đáo chặt chẽ Tại vì sao phải nghiêm khắc như vậy Không phải là không có đạo lý Quy chế bỏ đi Thì lúc đó nhìn thấy cũng rất tốt Qua 200 năm, 300 năm sau Thì bạn mới biết được tai hại vô cùng. Đại sư lại nói: Vĩ hậu cầu xuất gia giả đệ nhất yếu chân phát từ lợi lợi tha chi đại bồ đề tâm. Vì sao? Chính là lời của Đại sư Ấn Quang nói Sao thời đại này Gồm có thời đại của chúng ta Đại sư Ấn Quang Đề xuất ra điều kiện để xuất gia Thứ nhất là phải chân thật Phát Bồ Đề Tâm tự lợi lợi tha thứ hai là có thiên chất hơn người khác hơn người là vượt trội hơn người khác đây chính là người chân thật có trí huệ chân thật có đức hạnh như vậy mới có thể thế độ thế là cắt tóc là cạo đầu Hai điều này không đủ thì không thể xuất gia Đây là vì người xuất gia hôm nay Và mai sau Mà ứng tổ đề xuất ra điều kiện này Hai điều kiện này Đây là đoạn thứ nhất đoạn thứ hai đại sư nói xuất gia nhất sự kim nhân đa dĩ vi tị lãng thâu an kế kỳ hạ yên giả tắc vô hữu sanh lộ tác thâu sanh kế những hiện tượng này không thể nói là không có Và người thứ nhất Tại vì sao phải xuất gia Do không chịu lao động Lao động rất cực khổ Rất mệt Cuộc sống xuất gia yên ổn Sẵn có đồ cúng dường Thật lòng mà nói Ở nội địa Trung Quốc Đặc biệt là dùng nông thôn cuộc sống rất khổ Ăn mặc cư trú đi lại là cả một vấn đề Xuất gia có tự nhiên nên có thể ổn định Cuộc sống không hề lo toan Thật sự là có điều này Còn có một dạng là ở trong xã hội không có khả năng lao động không có kỹ năng mưu sinh vậy thì xuất gia xuất gia để có cái ăn có cái mặt có chỗ để ở xuất gia là vì mục đích này không giống như hai điều kiện mà Đại sứ Ấn Quang nói ở phía trước Thứ nhất là chân thật phát tâm Tự lợi lợi tha Đại bồ đề tâm Thứ hai là chân thật có đức hạnh Có trình độ, có trí huệ Có thể gánh giác gia nghiệp Của Như Lai Nói tiếp huệ mạng của Phật Có được khả năng này Có được chí hướng này Thì không phải vào trong cửa Phật Để kiếm miếng cơm ăn Cố kim chi xuất gia Giả đa dây vô lại chi độ Chí pháp Đạo tạo địa nhi tận, giai thử bối xuất gia giả vi chi bại hoại nhi chí nhiên giả lão pháp sư rất là đau lòng khi nói ra những lời này. ở Trung Quốc những lời giáo huấn của cụ thánh tiên hiệp từ năm ngàn năm nay đã đề sướng tu thân vi bổn giáo học vi tiên cuộc sống của người xuất gia dũng mãnh tinh tấn đâu thể giải đãi được chứ giải đãi thì làm sao bạn có thể khai ngộ Thì làm sao bạn có thể minh tâm kiến tánh Cho nên người xuất gia Ít ra phải có đủ bốn thiền căn Trong thế gian Pháp Thì Phật nói là ba thiền căn Không tham, không sân, không si Thì có thể thành tựu tất cả thiền Pháp của thế gian Người xuất gia vẫn phải thêm một điều là tinh tấn Tin là không xen tạp Tấn là không thói chuyển Thì họ sẽ có thành tựu Nếu như giải đãi lười nhát Việc này ở trong cửa Phật là Đã tạo tội nặng Hiện tại thời gian đã hết Chúng ta tạm nghỉ vài phút Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật